theo, đây là cặp loa Pioneer RS7. Các anh thông cảm em sẽ không làm clip test, tại vì hàng nhiều á, quay clip không nổi nên em sẽ quay như vậy. Khi nào mà các anh mua xong á, em sẽ làm clip test chi tiết cặp loa gửi qua Zalo cho các anh tham khảo. Giá bán của cặp loa này là 1,2 triệu, cực kỳ rẻ. Dòng cao cấp của thương hiệu Pioneer trong phân khúc mini loa bookshelf Pioneer RS7. Bát là 13 cm, cái viền nó màu vàng như vậy rất là đẹp, chạm lo là rắc bắp chuối, cực kỳ chuyên nghiệp. Công suất của lo là 80W một thùng, 160W trên cặp lo. Chiều cao của lo từ dưới lên là 28 cm. Chiều ngang của hai lo, để găng tay cho dễ hình dung, 30 cm nha. Công suất 160W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm, lo chắc bắp chuối rất là chuyên nghiệp, dòng cao cấp của Pioneer. Bây giờ em kết thúc clip test này nha. Cái nào mua cặp lo Pioneer RS7 thì liên hệ em. Đây em show cho các anh xem em còn bao nhiêu cái clip nè, nên em sẽ quay clip khi nào clip ga nhạc luôn, cho ghiêng cho Zalo các anh thôi nha. Mà sau khi giao dịch xong á thì em mới quay clip, các anh thông cảm. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện, cọc giúp em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em.